bà thấy thế nào? Đi dễ chịu lắm thật. Đấy, bà đây, bác thấy nhá, là bị đau cái cổ vai gáy nhiều, thế mà chữa một cái cổ thấy nó dễ chịu. Xong là bảo đau cái đầu gối không đi được thì chưa động đến cái đầu gối đúng chưa? Mới có chỉnh có cái hông mấy cái dưới ngồi đây đúng không? Thế nhưng mà bây giờ đi thì thấy sướng. Đây, bác lại đi ra kia, đi lúc nãy bảo đi nhanh nhanh không đi nhanh được đúng không? Đau. Đấy, thấy không? Sung sướng không? Đấy. Lại không bước được. Đấy, chi xương cùng cụt nó bị cúp vào đây này. Đấy, thấy không? Nó cũng cúp lại này này. Đấy. Thế là bác đấy. Thế lúc nãy mà lại không đi thang máy mà lại đi thang bộ à? Thế bác tên là gì? Nhưng mà bác thì vẫn thấy cái kiểu lưng này nó vẫn còn đau này. Đúng, nhưng mà nó là dễ chịu hơn thôi, chưa hết đúng không? Bây giờ mày đấy mới là sơ bộ thôi. Bây giờ lên còn chữa tiếp nữa, nó dậy còn sướng nữa. Bác tên là gì? Là bác đến từ đâu đây? Từ Nam Hải đến. Từ Nam Hải là ở chỗ nào? Nam Hải là chỗ nào? Nó thuộc tỉnh thành nào, quận huyện nào? À, Nam Định. Thế là hôm nay là cháu Thanh là dắt qua đây này. Thanh là học viên đấy từ trước rồi. À, hôm nay cũng đưa cả bố qua đây chữa, đưa bác luôn. Bây giờ bác lên trên này còn khai thông thêm nữa thì cái chân còn sướng nữa, cái người sướng nữa nhá. Đây mới đúng rồi. Cái chỗ đấy nó bó mà, nên lúc nãy cháu làm cái bài xoay lưng khối Rubik này, cái lưng này chỗ đấy nó cứng cứng không? Nhưng mà mình thấy tác động mình chỉ xoay rất nhẹ nhàng, nhưng mình có làm bị cái gì phải huỳnh huỵch nặng đâu đúng không? Rất nhẹ nhàng nhưng mà nó thông ra. Bây giờ mời bác lên nằm lên đây. Xong rồi là lại khai thông tiếp nhá. Đấy, vâng, vâng. Phấn khởi không bác? Đây, bác nằm sấp xuống đây. Sấp, nằm sấp xuống đây. Nằm sấp cái đầu xuống đây cơ mà. Nằm úp xuống ấy. Nằm úp đây, để con xông luôn cả cái chỗ này cho nó. Đây. Đấy, xong là các cháu nó khai thông cho nữa. Làm xong thì ra hồ mà sung sướng. Nha. Yeah.